Vâng, chào các bác làm vườn, các bác làm cây. Hôm nay bên cơ sở em thì mới xong cái mẫu thuổng, một cái dòng thuổng dành cho các bác đi đánh cây. Thì như trên màn hình các bác nhìn thì hôm nay em sẽ tổng thể cái mẫu thuổng nhá. Bởi vì cái thuổng nó rất chi là nặng, em không thể bê ra ngoài được. Sẽ quay trực tiếp luôn ở trong kho để gửi tới các bác, để các bác chọn cái mẫu nào. Thì riêng cái mẫu thuổng đánh cây thì nó sẽ có hai mẫu nhá. Còn cái mẫu thuổng đào đơn giản thì là cái mẫu này. Cái mẫu này giá rất chi là rẻ tiền đấy các bác này. Đấy, và tất cả những cái dòng thuồng này của bên em thì bên em nhận gửi đi toàn quốc nhá. Khi các bác mà xem được video, các bác đang cần cái mẫu thuồng nào, các bác hãy alo trực tiếp tới đầu số điện thoại là 0869 054 295 của cơ sở Trường Thảo. Và số điện thoại chính của bên em có Zalo, các bác có thể kết bạn vào xem. Em sẽ chụp ảnh gửi từng mẫu một để gửi tới các bác, để các bác tham khảo trong cái công việc đào cây của các bác nhé, đánh cây. Thì ở thời điểm này thì em thấy các bác đang đi đánh những cái cây to rất chi là nhiều, cái cây giá trị cũng rất cao. Thế thì các bác hãy sử dụng một chiếc thuổng sắc bén và làm mãi mãi không bao giờ hỏng được. Cái thuổng này thì 100% sẽ là thép nhíp ô tô nhá các bác ạ. Đây đấy, thì em hãy chi tiết đầu tiên về cái lưỡi thuổng này. Cái lưỡi thuổng này thì nó sẽ dài là 40 cm, cỡ đại nhá. Còn em sẽ có cỡ ngắn hơn. Cái này thì nếu như các bác về các bác muốn tự chế ống để vừa ý các bác thì các bác có thể mua cái lưỡi không như thế này. Còn nếu như các bác mà muốn mua cán liền rồi thì đây là những cái thuổng đã hàn cán bằng tuýp nhá. Như ống tuýp to thì hôm nay đây là toàn những cỡ đại thôi. Còn các bác mà muốn mua kích cỡ nhỏ hơn thì bên em có kích cỡ nhỏ hơn. Đấy, cái video ngắn này thì em sẽ đăng tải một chút về cái dòng cao cấp này. Sẽ có hai mẫu thuổng bứng cây như thế này nhá, chi tiết tới các bác luôn. Đấy, riêng cái mẫu thuổng đánh cây cỡ này thì nó sẽ có cái dòng độc cái lưỡi như này. Còn nếu như cái dòng kia thì sẽ hàn hết rồi nhá. Đấy, nếu như các bác mà yêu cầu đặt độc lưỡi không thì em sẽ đặt độc lưỡi không. Nếu như các bác cần, về các bác tự chế. Thì với những cái dòng thuổng này thì các bác dùng đánh tất cả những cây to, cây nhỏ đều rất là thích hợp. Bởi vì nó có độ nặng, độ đầm tay và chất thép của nó thì quá là ok rồi. Chất thép nhíp 100% đây. Cũng rất nhiều các bác đặt của bên cơ sở em về và sử dụng với những cái lời khen thì thật sự cảm ơn các bác đã tin dùng những cái sản phẩm của bên cơ sở em. Thì các bác mà đang cần nhá thì bên em nhận ship hàng đi toàn quốc. Sẽ bao ship các bác nhá. Các bác yên tâm, không cần lo tới tiền ship, em sẽ bao ship 100%. Đến một cái video ngắn thì em cũng đăng tải về cái mẫu thuổng của bên cơ sở em, cũng như là số điện thoại em để kia, số điện thoại chính. Và các bác mà quan tâm nhiều hơn tới đồ bonsai, đồ cây cảnh, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh nhá, để theo dõi tiếp những cái mẫu sản phẩm của bên cơ sở em. Đấy, thì mẫu thuổng này các bác mà quan tâm nhá, cái mẫu to nhất thì sẽ là 4 cân đấy. Đây này, 4 cân cái cỡ ngoài kia, cả cán là 4 cân. Có mẫu là 2 cân 8 nhá. Thì tất cả những cỡ thì bên em đều có. Đấy, thì một cái video ngắn này thì em cũng vừa đăng tải và chi tiết về cái mẫu thuồng này rồi. Đấy, các bác hãy alo trực tiếp qua đầu số điện thoại kia nhá, để đặt những cái sản phẩm tốt này. Hoặc là để lại số điện thoại ở dưới video, em sẽ trực tiếp gọi lại để tư vấn các bác về tất cả những dòng về bonsai, về cây cảnh. Chào các bác nhé, và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.